Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Napoli và câu lạc bộ Roma. Đây là trận đấu thuộc vòng đấu thứ 20 giải vô địch quốc gia Italia Serie A, và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ 45 rạng sáng ngày 30 tháng 1 theo giờ Việt Nam, và các cầu thủ Napoli sẽ tiếp đón Roma trên sân nhà. Và theo đánh giá của nhà cái thì đội chủ nhà Napoli sẽ là những người đỉnh giá cửa trên và sẽ chấp đội khách Roma với mức kèo là 0,75. Mức kèo cũng hãy hạ xuống còn 0,5 và tăng một trái. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,5, 2,75 và 2,25 tùy thị trường biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Review Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận, sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Năm lần gặp nhau gần nhất của Napoli và Roma thì Napoli đang bất bại trước Roma với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Năm trận thi đấu gần nhất của Napoli thì Napoli thắng 3, hòa 1 và thua 1. Năm trận thi đấu gần nhất của Roma thì Roma đang bất bại với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Và trận đấu này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì mình chọn cửa đội khách Roma được chấp 0,75 hoặc là 0,5. Vì sao? Mặc dù lần gặp lại Napoli ở trận đấu này thì Roma bị đánh giá cửa dưới, tuy nhiên thì nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình thì Roma họ cũng không phải gọi là hoàn toàn quá yếu hơn so với Napoli là mấy đâu. Thứ hai nữa thì trận đấu này Roma được chấp. Nếu như mà kết thúc trận đấu hai đội có tỷ số hòa thì chúng ta chọn cửa Roma, chúng ta cũng vẫn thắng kèo. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu thì mặc dù là cái thành tích đối đầu trước đây thì Napoli đang vượt trội hơn, tuy nhiên thì đó là câu chuyện của quá khứ rồi. Ở thời điểm hiện tại thì mình thấy là thậm chí Roma đang có phong độ còn tốt hơn Napoli nữa. Và trong bóng đá thì nó cũng chưa nói trước nhiều điều, khi mà 90 phút chưa thúc không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại hoài đâu. Với phong độ ổn định của mình và làm một đội bóng có thực lực dưới sự dẫn dắt của quân viên lão luyện thì mình nghĩ là biết đâu trận đấu này sẽ là lần đầu tiên cho Roma đá bại được Napoli thì sao. Nên trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên đi cửa đội khách Roma được chấp nha. Cùng lắm thì với phong độ ổn định của mình thì mình nghĩ là Roma họ sẽ kiếm được một điểm trên sân của Napoli chứ sẽ không thua đâu. Nên trận đấu này đá của Roma mình thấy nó cũng khá là sáng. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,5, 2,75 và 2,25. Thì mặc dù là cả Napoli lẫn Roma đều là những đội bóng mạnh, tuy nhiên thì những lần hai đội gặp nhau trên sân của Napoli thì thường mình thấy là đa phần là từ hai bàn trở xuống là nhiều. Với lại là hàng thủ của hai đội đang chơi cực kỳ ổn ở thời gian đây, rất ít để thủng lưới. Mình dự đoán trận đấu này kết thúc trận đấu sẽ có từ hai bàn trở xuống mà thôi, có thể là hai đội sẽ nhiều lắm là hòa nhau một đều hoặc là 1-0 nghiêng về cho Roma. Và đầu tưởng mình ở ưu tiên đá cửa xỉu 2,5 hoặc là 2,75 nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu là một cái. Thì đây là hai đội bóng mạnh, mình nghĩ là hiệp 1 hai đội cũng sẽ chưa dám tấn công quá nhiều đâu. Mình nghĩ hiệp 1 thì cùng lắm là có một bàn được ghi hoặc là có thể là không có bàn thắng nào. Hiệp 1 thì mình cũng chọn cửa Roma được chấp và đá xỉu 1. Nếu mà có xỉu 1,25 thì các bạn nên vào xỉu 1,25 càng tốt. Tóm lại cho đâu chốt kèo là chọn cửa Roma và đá xỉu ở hiệp 1 cũng vậy. Xin chào, hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chúc anh em may mắn nha.